Ủa chị ơi, nhiều người thắc mắc là chị là ai? Mọi người hỏi. Người bí mật. Người phần quà đâu? Bí mật hả chị? Vâng, đây là một chị bí mật. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi lại có mặt tại hẻm 565 Nguyễn Trãi, nơi bán cua của dì Ba, để tường thuật cái thông tin ngày hôm nay cho mọi người. Vâng, hôm nay thì khách khá là đều. Từ lúc khoảng 12 giờ kém thì khách đã đến khá là đông. Hôm nay thì mâm cua dì Ba thì xuất hiện có một chị giấu mặt đang phụ bán cua cho dì Ba. Hôm nay thì chị này ngồi ghi lại những cái số tiền mà đã bán cua được để cho dì Ba. Vâng, cứ mỗi lần bán được cua thì chị này lại ghi lại trong một cái tờ giấy nhỏ. Cái việc mà kiểm soát cái số tiền bán cua tại mâm cua của dì Ba thì càng ngày nó càng được kỹ hơn và rõ ràng hơn. Sau nhiều những cái lùm xùm về tiền bạc thì mâm cua của dì Ba đã cải thiện cái việc mà kiểm soát những cái đồng tiền bán cua càng ngày càng tốt hơn. Vâng, hôm nay thì mâm cua khá là rộn ràng. Hy vọng là ngày nào cũng có đông khách như thế này, có đều khách như thế này, để dì Ba có thể bán được nhiều hơn và có thể trang trải được cái số nợ nần mình đang mang. Vâng, hôm nay là ngày bình thường nên dì Ba chỉ lấy khoảng 40 kg cua, chủ yếu là vẫn là cua gạch. Mùa này thì cua gạch rất là ngon. Còn cua thịt mùa này thì nó cũng hơi bị óp. Nhiều người đã phải trả lại cua vì cua bị óp và không được ngon. Vâng, nhìn mâm cua dì Ba càng ngày càng đông khách, càng rộn ràng, thì tôi lại nhớ lại những cái ngày đầu mà dì Ba ngồi bán cua ở đây. Vâng, cách đây thì khoảng 3 tháng thì dì Ba ngồi ở đây thì khá là vắng khách. Dì Ba ngồi từ trưa cho đến chiều thì mới bán hết một mâm cua. Vâng, thời điểm đó thì dì Ba bán rất là vất vả, nhưng mà bây giờ thì dì Ba bán đã tốt hơn trước rồi. Vâng, chúng ta sẽ thử đến giao lưu. Cho mình nhờ thôi, cho mình chui vô. Ủa chị ơi, nhiều người thắc mắc là chị là ai? Mọi người hỏi. Người bí mật. Người phần quà đâu? Bí mật hả chị? Vâng, đây là một chị bí mật. Không tiết lộ danh tính được hả chị? Không tiết lộ danh tính được. Người đến phù mà dì Ba không biết là ai luôn. Bí ẩn. Dì Ba giờ biết đó là ai chứ dì Ba? Cưa. Mọi người gọi được, mọi người ấy gọi vào. Vâng, hôm nay thì dì Bảy cũng có một cái áo đỏ rất là mới.
Hy vọng là màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn cho tất cả mọi người ở mâm cua dì ba. Hôm nay thì cái người đàn ông giấu mặt hôm qua đã tặng quà cho mọi người, cũng tặng thêm 10 phần quà nữa cho tất cả những người đang phụ giúp cho dì ba cũng như dì ba. Anh khách hôm qua, anh giấu tên đó em, hôm qua cho tụi mình 10 phần rồi. Rồi anh là anh coi trên clip hôm qua, anh nói thấy phát cho tụi em không có đủ á. Anh nói thấy cứ có đứa không tội nghiệp quá, thôi tụi anh mua thêm 10 phần nữa. 10 phần nữa để phát cho tụi mình cho đủ luôn. Dạ, xin chào. Có cái phần quà đó đâu chị ha? Ở bên quầy chỗ bảy. Chỗ gì bảy á? Những ngày gần đây thì dì Bảy, bạn Vi và bạn Thảo là những cái người chính phụ cái việc bán cua cho dì ba. Vâng, ba ngày này vẫn tiếp tục đồng hành cùng mâm cua dì ba suốt một thời gian dài. Tính đến nay đã là hơn 2 tháng rồi. Vâng, hy vọng thì mỗi người một tay sẽ giúp cho dì ba có một cái thu nhập nó xứng đáng hơn. Suốt mấy chục năm bán cua nhưng mà đây chắc là những cái ngày vui nhất của dì ba trong cuộc đời, vì dì ba luôn có nhiều người luôn bên cạnh mình. Vâng, mâm cua hôm nay thì vậy là ngày mai cứ mặc áo đỏ tiếp nha. Cứ áo đỏ mặc thôi. Cái gì thấy mấy chị bảy? Chị bảy. Vâng, bạn PPM thì khi nào có điều kiện thì bạn có thể ghé để bán cua của chúng ta ở Sài Gòn để thưởng thức. Vâng, chúng tôi tưởng là cua đã hết, thế nhưng là mâm cua vẫn chắc là vẫn phải tiếp tục bán tiếp, vì có một cái số cua mà khách đặt trước nhưng không lấy, nên bây giờ thì dì ba sẽ phải đổ ra để tiếp tục bán cho những cái người cần mua. Hy vọng là cái số cua ít ỏi này cũng sẽ hết nhanh chóng. Vâng, mọi người nếu mà đặt cua trước thì cố gắng đến lấy cho dì ba. Nếu mà chúng ta để như thế này thì cũng rất là khó cho dì ba, bởi vì sau khi bán cua xong thì vẫn phải tiếp tục ngồi để bán tiếp cái số cua còn lại này. Cái này muối không? Không, 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 không
Vâng, đây là những cái phần quà mà cái anh giấu mặt đã tặng đến cho mọi người. 10 phần quà tiếp theo sau khi anh đã tặng 10 phần quà vào ngày hôm qua. Vâng, thay mặt những cái người thường xuyên có mặt tại Mông Cua Dì Ba, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh. Hy vọng là anh có thể xem được video clip này. Vâng, những cái phần quà rất là ý nghĩa và thiết thực dành cho mọi người.